Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 06 trên 2024, ban hành quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 5 năm 2024. Cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục, đồng thời tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. Yêu cầu của cuộc thi là nội dung nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh bảo đảm thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực của học sinh theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung thi là kết quả thực hiện dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh thuộc các lĩnh vực gồm hóa sinh, y sinh và khoa học sức khỏe sinh học tế bào và phân tử, hóa học, khoa học trái đất và môi trường, toán học, vật lý và thiên văn. Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục và nằm trong khoảng từ tháng 1 năm liền kề trước năm tổ chức cuộc thi đến trước ngày khai mạc cuộc thi 30 ngày.